Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Đắk Lắk. Quý vị ơi, Mai Anh đang có mặt ở Hồ Lắk, còn đây là chị Mai Lụt. Và bây giờ chị Mai Lụt sẽ đưa chúng ta tham quan Hồ Lắk với chiếc thuyền độc mộc này. Xin mời! Nằm bên thị trấn Liên Sơn thuộc huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, Hồ Lắk là một trong những thắng cảnh nổi tiếng bậc nhất của Tây Nguyên. Hồ nằm ở độ cao 500m so với mực nước biển, có diện tích rộng trên 5km², được thông với con sông Krông Anna. Đây là hồ nước ngọt tự nhiên lớn thứ hai Việt Nam sau hồ Ba Bể. Không chỉ rộng lớn, Hồ Lắk còn là hồ tự nhiên có độ sâu lớn nhất Việt Nam. Trong truyền thuyết của người dân tộc địa phương, đây là một hồ sâu không đáy. Chị ơi, thuyền độc mộc này là mình làm từ gỗ gì vậy ạ? Từ gỗ sao đen. Gỗ sao đen. Như vậy là một chiếc thuyền thì mình sử dụng được bao lâu hả chị ha? Một chiếc thuyền sử dụng được khoảng 7-80 năm á. 7-80 năm luôn. Vậy là thuyền này chắc là của gia đình mình hả chị? Đúng rồi. Gia đình mình theo nghề chèo thuyền độc mộc này được bao lâu rồi ạ? Cái này cũng lâu rồi, từ mới mở du lịch đã chèo rồi. Dạ. Ngoài công việc chèo thuyền này ra thì chị còn có công việc chính nào khác không? Làm ruộng, làm rẫy. Làm ruộng, làm rẫy, rồi bên cạnh đó là đi chèo thuyền chở khách du lịch đúng không ạ? À, cho em hỏi luôn là Hồ Lắk của mình là có bao giờ chị chèo mà giáp dòng hết hồ chưa chị? Nếu mà nói về chở khách là không có đi giáp hết hồ, thì nếu mà đi làm thì phải đi qua hồ bên kia luôn đó. Là cũng chèo bằng chiếc thuyền này luôn. Đúng rồi. Vậy là chiếc thuyền độc mộc này là cũng gắn bó với gia đình của mình là nhiều kỷ niệm, nhiều năm lắm rồi hả chị hả? Du thuyền độc mộc là lựa chọn lý tưởng để du khách có thể khám phá những thảm thực vật phong phú ven hồ. Trên chiếc thuyền gỗ độc đáo, những người mờ nông vừa chèo thuyền vừa kể cho du khách nghe truyền thuyết về Hồ Lắk. Lòng hồ có trữ lượng thủy sản lớn, là nguồn sống của hàng trăm hộ dân làm nghề chài lưới. Vậy nên sẽ không có gì là bất ngờ khi bạn có thể chiêm ngưỡng người dân địa phương thả lưới bắt cá ngay trên hành trình du lịch của mình. Tạm biệt Hồ Lắk, các bạn theo chân Mai Anh khám phá cuộc sống của người dân địa phương nhé! Quý vị, hiện tại Mai Anh đang có mặt ở xã Gia Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, nơi người mờ nông tập trung sinh sống, phát triển nghề gốm cổ và đã tạo ra rất là nhiều những sản phẩm thủ công đặc biệt. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Đây có vẻ là nguyên liệu để mà làm gốm đây quý vị ạ. À, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem như thế nào quý vị ha. Dạ, em chào chị. Dạ, chào em. Dạ chị ơi, em được mọi người chỉ là hình như chị là một trong những người nói chung là còn rất là hiếm ở đây mà vẫn duy trì nghề làm gốm truyền thống đúng không ạ? Dạ, mà hồi xưa thì nhiều người mà bây giờ thì còn ít người, có bốn nhà. Cái nghề này thì rất cực mà không phát triển được á. Ví dụ xoay nó nói chóng mặt á nên không làm được á. Xoay cái này là chóng mặt thì sao chị? Em tưởng là phải có một cái bàn xoay rồi mình không sẽ... tự xoay người thôi. Tự xoay người là mình đi theo một vòng tròn như vậy hả chị? Xoay người thôi. Một lát nữa chắc là em phải thử. Nhưng mà trước hết thì cho em hỏi là để mà có thể làm ra được những thành phẩm như thế này thì mình phải trải qua những cái công đoạn như thế nào chị? Một sản phẩm thì nhiều công đoạn lắm. Yeah. Ví dụ nó công đoạn thứ nhất thì nó giã đất cho nó nhuyễn á, nhuyễn xong rồi lặn xong rồi làm để khô 1-2 tiếng thì nó làm bên trong, cáo bên trong. Yeah. Thì nó rồi xong phơi tiếp nữa thì làm hoa văn. Để mà ra được một thành phẩm, ví dụ như là chú voi này đi, thì mình sẽ phải làm trong bao lâu hả chị? Cũng làm 2-3 ngày mới xong á. 2-3 ngày mới xong một thành phẩm như vậy? Mà làm thì nó đợi khô nó quét lại á. À. Nếu làm thì xong luôn, nó méo luôn.
Làm mà không đẹp ra méo luôn. Ừ. Cho em hỏi hơi sâu thêm xíu nữa là ví dụ như là một thành phẩm như vậy thì mình lời được khoảng bao nhiêu? À, không biết lời nữa, tự bán vậy họ mua một cái thì nó 50 á, còn cái lớn thì cái này thì 100.000. Làm 2 đến 3 ngày mà bán được một thành phẩm chỉ từ 50 đến 100.000, mà còn chưa kể là tiền công rồi tiền nguyên vật liệu. Thưa quý vị, thật sự là cũng rất là vất vả. Chị ơi, ví dụ như con voi này thì khoảng 2-3 ngày, còn những cái bình nhỏ, bình lớn này thì như thế nào chị? Cũng vậy á, thì làm thì công đoạn 1 thì nhanh lắm. Mà đợi khô nó làm lại á, mà đợi cũng... Ví dụ là trời nắng thì 1-2 tiếng, còn trời âm u thì 1 ngày, 2 ngày mới khô á. Nói chung là cũng vất vả. Thì bây giờ cái công đoạn 1 chị nói là công cũng đơn giản đúng không chị? Công đoạn 1 đơn giản lắm. Công đoạn nào mà mình phải đi xoay vòng em thấy hơi lạ. Thôi thì cho em thử chị ha. Dạ, cảm ơn chị nha. Chị ơi, đây là công đoạn gì ạ? Đây là công đoạn 1 á. Mới công đoạn 1 thôi. Dạ. Mới công đoạn 1 thôi mà mệt quá trời quý vị. Dạ, công đoạn này để làm gì chị? Giả đất tròn cho nó nhuyễn á, để lặn lại á, để làm một sản phẩm. Đất này là mình là đất không hay là có thêm gì nữa không chị? Không, đất không á. Đất hình như đất sét đúng không chị? Đất sét. Mình sẽ lấy đất sét này từ ở đâu ạ? Từ ở chân núi, ở chỗ thác Bim Bip á, gần chỗ thác Bim Bip á. Rồi mình mang về và mình chỉ cần giả như thế này là xong công đoạn 1. Ừ. Em giả như vậy thì chuẩn chưa? Làm sao mình biết là nó nhuyễn hết ạ? Để nhuyễn rồi nè. À, nhuyễn rồi. Vậy thì sau khi mà nhuyễn rồi thì công đoạn tiếp theo là gì chị ha? Lặn. Lặn đất á. Lặn đất. Lặn đất. Lặn đất là gì chị? Tí nữa chị làm như em coi. Ví dụ nó xong cái này á, để xong cái này đi. Cái này xong. À, là nặng thành một khối đúng không ạ? Ví dụ như thế này á. Quý vị biết giống như thế nào không ạ? Giống như là hồi nhỏ mình học thủ công làm đất sét. Nặng đất sét thì bây giờ cũng là tương tự như vậy, nhưng mà khó hơn rất nhiều, chứ không phải giống như là hồi nhỏ mình nặng cái đất sét nhỏ nhỏ nữa. Mình sẽ nặng thành khối đúng không ạ? Như thế này nên để làm cái cuốn. Làm cái nổi thì nó nhanh hơn. Dạ. Yeah. Sao chị làm nó tròn hay quá vậy? Em làm hoài nó không tròn. Tại vì chưa quen rồi. Sao em làm hoài mà nó không có tròn được như chị? Chắc là sẽ tìm một cái khúc gỗ khác. Nặng quá vậy. Nó rung chọc em đen, ăn nạc hình đen. Lâu lâu mà tham gia chương trình như thế này chắc là về nhà là sẽ có cơ bắp, không cần phải tập gym luôn. Yeah. Rồi. Bây giờ chị với em làm... mình thi với nhau coi ai làm đẹp hơn nghe. Chắc em làm đẹp hơn chị á. Hy vọng vậy chị ơi. Đây là lần đầu của em. Cái gì cũng phải có lần đầu quý vị ơi. Lần đầu được minh chứng là nãy giờ chỉ có một cái khối trụ thôi, còn nặng chưa xong. Đây, để cho đất không bị dính thì mình sẽ có một cái thao nước như thế này. Đây mình chét lên trên bề mặt của khúc gỗ, để chúng ta nặng được dễ hơn. Cái này nó dính quá vậy nè. Làm sao chị? Để chị dùng nè. Yeah. Sau một thời gian nặng khối đất hình trụ thì Man đã không làm được và mình phải nhờ đến chị. Và cuối cùng Man cũng đã có một cái khối hình trụ như thế này quý vị ạ. Dạ, bây giờ thì mình sau khi có khối hình trụ rồi thì mình sẽ làm sao nữa chị? Làm một sản phẩm, một cái nồi á. Cái nồi nhỏ. Dạ, là cái nồi nhỏ. Chắc là đơn giản nhất đúng không ạ? Ừ. Dạ. Bây giờ mình làm sao chị? Đi quay đi. Đi quay. Đi xoay xoay á. À, xoay người á. Xoay người hả? Ừ. À. Vừa xoay vừa nhấn xuống vậy hả chị? Ừ, xoay vậy á. Xoay người đi. Lạ hơn em. Đấy. Đúng là xoay kiểu này cả ngày. Chóng mặt thiệt.
không biết chừng nào mới ra được cái đồi nhỏ. Nhưng mà mình phải tự đi vậy hả chị? Sao không ngồi một chỗ rồi tìm không. Cái gì xoay? Không, xoay vậy á. Rồi biết khi nào mới xong? À, cơm. Cuối cùng thì mình cũng đã xong thành phẩm của mình rồi. Dù là không có được đẹp lắm nhưng mà cũng có nét riêng của mình đúng không ạ? Cũng có chữ Mai Anh nè quý vị thấy không? Còn đây là thành phẩm của chị. Thôi cái này không cần phải bàn cãi rồi. Nhưng mà còn đẹp hay không thì nó cũng phải mang cái dấu ấn riêng của mỗi người nữa đúng không chị? Đúng. Dạ chị ơi, giờ chị nương tay chị chấm điểm giùm em coi cái thành phẩm của em được bao nhiêu điểm chị? Cái này hả? Dạ. Và cỡ 7 điểm. Trời ơi 7 điểm luôn chị dễ thương. Dạ, bây giờ thì mình làm xong rồi thì sẽ đến công đoạn nào nữa ạ? Nè, cái này để phơi 1-2 tiếng thì phơi nó cứ để nó làm lại á. Dạ. Như là những cái thành phẩm ở phía sau lưng men đây thì cái nào là đã phơi xong rồi ạ? Mà cái này thì nung được ạ. À, cái này là nung được rồi hả? Thì còn cái này thì nung được rồi. Như là chúng ta phơi 1 đến 2 tiếng xong thì nó sẽ ra được thành phẩm như thế này. Và chúng ta có thể đem đi nung đúng không ạ? Dạ. Nhưng mà mấy anh thấy sao mà có màu màu đậm hơn rồi màu nhạt hơn là như thế nào hả chị? Còn cái này màu này thì nó hơi nó đen đen thì còn nó ướt. Thì à, nó ra màu này. Còn cái này nung được thì nó màu này á. Dạ. Bây giờ chắc là mình sẽ thử mang chú voi này đi nung thì chị ha. Ừ. Dạ, còn cái này cứ phơi đây 1-2 tiếng đi, rồi khi nào mà thành phẩm của em khô rồi thì em xin chị nung mang về làm kỷ niệm sau. Dạ rồi, mình đi nung chị ơi. Chà, đứng kế bên cái lò này là nóng quá trời luôn. Chị ơi, mình nung bao lâu thì sẽ ra được thành phẩm ạ? À, cỡ khoảng 30 phút. 30 phút à, nung xong thì sẽ làm gì nữa ạ? Mà nung xong thì đợi bỏ trấu vô thành màu đen á. À, nung xong là phải bỏ vào trấu liền. Yeah. Thì mới thành màu đen bóng đẹp như vậy đúng không ạ? Dạ. Yeah. Dạ, rồi thì xin phép chị mấy anh sẽ mua chú voi này cũng như là cái lọ cắm hoa để về nhà làm kỷ niệm chị nhé. Dạ. Cảm ơn chị ngày hôm nay rất nhiều đã hướng dẫn cho mấy anh làm ra được những cái sản phẩm gốm thủ công rất là đặc biệt của buôn mình chị nhé. Chúc cho chị sẽ luôn giữ được sức khỏe và sẽ giữ gìn được cái nghề truyền thống của buôn mình chị nhé. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Và thưa quý vị, hành trình tiếp theo sẽ còn rất là nhiều điều hấp dẫn, quý vị đừng bỏ qua nhé. Quý vị thân mến, ngoài cà phê thì Đắk Lắk còn có một loại cây trồng chủ đạo nữa, đó chính là ta-dang, cacao. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một món đặc sản cũng rất đặc biệt ở đây. Đó là gì? Quý vị đừng rời khỏi màn hình nha. Dạ em chào anh. À, chào. Xin giới thiệu đến quý vị, đây là anh Sang, người quản lý vườn cacao ở thành phố Buôn Ma Thuột. Ngày hôm nay thì anh Sang sẽ hướng dẫn cho chúng ta những kiến thức về trái cacao này đây ạ.
À, anh Sang ơi, cho em hỏi một chút là với những trái cacao như thế này thì mình làm sao phân biệt được là trái nào chín, trái nào chưa chín ạ? À, cacao thì nó sẽ chuyển màu, như quý vị thấy là nó sẽ chuyển màu từ mà cái giống màu đỏ nó sẽ chuyển qua màu cam. Dạ. Còn cái giống màu xanh thì nó sẽ chuyển qua màu vàng, là dấu hiệu chín của trái cacao. Dạ, rồi làm sao mình biết được là tới lúc nào mình sẽ thu hoạch được ạ? À, cacao khi nó chín, nó chuyển màu thì mình nhìn cái màu nó thay đổi thì mình đã thu hoạch được. À, vậy trái này mình ăn được chưa anh? À, trái này thì mình ăn được rồi, anh có thể đập thử cho em ăn ngay bây giờ. Dạ, quá tuyệt vời. Đây. Oh, là mình ăn trực tiếp như vậy luôn hả? Đây là cái cơm cacao, thì trong cái cơm cacao là trong vườn mình đang tận dụng hai cái chính, đó là cái cơm màu trắng bao quanh cái hạt. Dạ. Là mình làm sinh tố cacao. Oh. Còn cái hạt thì mình sẽ ủ lên men và làm bột cacao. Bây giờ em ăn được phần nào ạ? À, em có thể ăn cái phần trắng trắng bao quanh, và nếu em có thể em ăn luôn cái hạt luôn cũng được, vẫn rất là tốt cho sức khỏe. À, bây giờ em ăn được cái phần trắng bao quanh này đúng không? Không, phần trắng quanh cái hạt. Phần trắng quanh. Còn cái vỏ đó là nhường cho con dê đi. Dạ rồi. Ừ. À. Ăn cái hạt luôn. Được, được. Em ra em cứ ăn rồi cảm nhận cái hạt nó sẽ có một cái vị khác. Đây, cái hạt nó là cacao tươi á. Phần thịt trắng trắng ở bên ngoài thì giống như là mình ăn măng cục vậy anh ha. Vẫn chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon và rất là lạ luôn quý vị ạ. Và phần hạt ở trong thì hơi nhẫn nhẫn một chút, nhưng mà rất là béo béo, bùi bùi đúng không? Rồi. Hồi nãy anh có nhắc tới là sinh tố cacao hả? Đúng rồi. Hình như là từ xưa giờ em chưa bao giờ được thử món này. À, thì cái lớp cơm trắng này á là anh sẽ dùng một cái máy để tách cái lớp cơm bên ngoài này ra. Và anh làm món là sinh tố cacao tươi nguyên chất. Nghe hấp dẫn quá anh Sang ơi, không biết là em có thể được thử món sinh tố cacao không ạ? À, được chứ, thì ngay bây giờ anh có thể mời em ra uống một ly sinh tố cacao tươi độc đáo của quán anh. Thì dạ, uống xong là em sẽ không hối tiếc đâu. Dạ, mời anh ạ. Dạ, dạ, dạ. Đây thưa quý vị, sinh tố cacao trứ danh thành phố Buôn Ma Thuột. Nhìn qua thì giống như là sinh tố mãng cầu vậy đúng không ạ? Mùi thì cũng rất là thơm và thoang thoảng mùi của cacao, còn không biết thì vị của nó như thế nào đây. Chua chua ngọt ngọt và cũng có vị của cacao nữa. Rất là ngon luôn, rất là đặc biệt. Anh Sang ơi, sinh tố cacao ngon là như vậy rồi đó, nhưng mà không biết là công dụng của nó như thế nào anh ha? À, về công dụng của những sinh tố cacao tươi ở đây á, thì trong cái hàm lượng của cái cơm cacao tươi á, thì nó có rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin B, vitamin B1, B2, B3, B9, rồi vitamin E. Thì những cái vitamin nó giúp cho mình có năng lượng hoạt động và giúp tốt cho tim mạch. Rồi ngoài ra nó còn có cái hợp chất như flavonoid, thì cái hợp chất này nó giúp là chống lão hóa. Đẹp da đúng không ạ? Nghe qua là thấy thích rồi đó. Cảm ơn anh Sang rất nhiều ngày hôm nay đã mời mấy anh món sinh tố cacao tươi rất là ngon. Và bên cạnh đó còn hướng dẫn cho mấy anh rất là nhiều kiến thức về cacao nữa. Cảm ơn anh Sang một lần nữa và chúc anh Sang nhiều sức khỏe nhé. Rồi, cảm ơn mấy anh. Quý vị ơi, mấy anh nghĩ là nếu quý vị có một lần ghé qua thành phố Buôn Ma Thuột thì hãy thử đến tham quan vườn cacao Rêu Phong, thử món sinh tố cacao tươi này. Và bên cạnh đó ở đây còn rất là nhiều những loại cây ăn trái khác, chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm rất là đặc biệt. Sau một ngày chúng ta với rất là nhiều hoạt động thì có lẽ là bây giờ quý vị cũng đã đói bụng rồi đúng không ạ? Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần ẩm thực nhé. Thưa quý vị, sau một ngày với rất nhiều hoạt động thì bây giờ là lúc mà chúng ta có thể nạp năng lượng rồi ạ. Và chị Loan, đầu bếp của Lac Resort sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món ăn rất đặc biệt ngày hôm nay. Xin chào chị Loan, cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình ạ. Chị chào em. Thưa chị, không biết là ngày hôm nay chị sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả món ăn gì đây ạ? Hôm nay chị Loan là bếp của Lac Resort sẽ giới thiệu với Mai Anh món ăn của người đồng bào Mơ Nông, của người địa phương của Lắc. Dạ. Với món ăn là súp cà đắng, cà phi. Nguyên liệu của nó gồm có cà đắng, dạ, cà phi, ớt xanh, rau ngò gai, rau tía tô. Dạ. Còn nguyên liệu nêm nếm là một chút xíu hạt nêm, chút xíu muối và chút xíu bột ngọt. Dạ. Dạ rồi, bây giờ em rất là háo hức tới lúc mà mình chế biến rồi ạ. Như vậy thì để bắt đầu thì mình sẽ làm gì trước đây ạ? Bắt đầu thì mình sẽ luộc cá với lại mình luộc ớt xanh. Dạ. Để mình chế biến cái món súp cà đắng. Tiên là mình bỏ ớt xanh vào. Mình ngắt cái cọng nó đi, bỏ ớt xanh vào. Mình luộc chung với lại cá. Dạ. Xong khi sau đó cá chín, ớt chín rồi thì mình vớt ra.
rồi mình mới róc cá ra. Còn ớt là mình phải giã nhuyễn ra để bỏ vào trong cái súp cà đắng, nó có cái vị cay cay. Mình sẽ nấu như vậy trong bao lâu chị? Mình nấu như vậy trong 10 phút cho cá với lại ớt chín, xong rồi mình vớt ra. Trong thời gian chờ cá chín là mình cắt cà, mình cắt cái cuống mình bỏ ha. Dạ. Mình cắt cả quả cà ra làm 4 nè, cho nó mau chín. Dạ. À chị ơi, cái món canh cà đắng cá phi này thì nó có công dụng như thế nào với sức khỏe ạ? À, nói chung là người đồng bào địa phương mình từ đời ông bà xưa đến giờ cảm thấy là khi mình ăn cái món súp canh cà đắng cá phi này thì mình cảm thấy người mình nó vẫn khỏe hơn bình thường. Dạ. Cá sôi rồi kìa chị. À, rồi. Vậy là mình vớt cá ra đúng không ạ? À, giờ vớt cá ra. Chua gì hết mà thơm quá quá chừng quý vị ơi. Nghe thấy hấp dẫn rồi hả? Dạ, chứ giờ ta thấy rất là thơm rồi. Rồi, ớt cũng đã chín rồi nè. Giờ ta bước qua là ta luộc cà. À, dạ. Luộc cà để ta chuẩn bị hoàn thành cái món canh súp cà đắng cà phi. Rồi, bỏ cà vô luộc nha. Cà thì cũng tương tự, mình cũng sẽ luộc trong khoảng 5 đến 10 phút đúng chị? Đúng rồi, mình luộc 5 đến 10 phút cho cà nó mềm. Dạ. Rồi mình vớt ra, mình giã. Cá thì mình lọc thịt ra. Dạ. Còn ớt là mình giã nhỏ ra. Dạ. Để ta hoàn thành cái món canh súp cà đắng cà phi. Rồi chị bỏ ớt vào trong cối rồi mang ăn giã giùm chị nha. Dạ rồi. Công đoạn của chị là bóc cá này. Dạ. Bóc cá ra. Cái này giã như bình thường phải không chị? Đúng rồi, giã như bình thường, giã nhuyễn nó ra để nêm nếm vào cái tô canh cho nó có vị hăng hăng. Dạ. Vị ớt của canh súp cà đắng cà phi. Chị ơi, ớt nhuyễn như vậy được chưa chị? À rồi, ớt nhuyễn như vậy là nêm canh rất là ngon. Dạ. À, bây giờ cà cũng đã chín rồi thì ta vớt cà ra đó. Rồi xong rồi, rồi. Bây giờ là mình sẽ giờ chị sẽ không? Cho ớt vào. Dạ. Ớt đã giã nhuyễn xong ta cho ớt vào. Rồi cho ớt vào xong là cho cá vào ha. Rồi cho cá vào, hấp dẫn quá. Rồi, xong đến giai đoạn mình giã cà. Dạ. Mình bỏ cà vào cối mình giã ha. Rồi, mai anh có thể giã cho chị món cà để dạ. Nấu canh ha. Gì chứ giã nãy giờ là chị cứ để em. Rồi. Cũng giã nhuyễn giống như ớt hả chị? Đúng rồi, dạ. Cũng giã nhuyễn như ớt vậy. À, bây giờ Mai Anh đã giúp chị hoàn thành xong cái món cà giã phải không? Bây dạ. Giờ chị chế biến qua cái nồi canh để hoàn thành xong cái món súp cà đắng cà phi ha. Dạ. Rồi chị xin. Rất nhuyễn và rất ngon. Cảm ơn chị. Bây giờ qua nêm nếm, ta cho một chút muối, chút hạt nêm. Rồi. Cho tí xíu bột ngọt ha. Dạ. Rồi. Chị Loan đã hoàn thành xong cái món súp cà đắng cà phi. Dạ. Chị Loan mời Mai Anh thưởng thức nha. Ta cắt ngò gai với lá tí tô để ta nêm vào trong cái món súp cà đắng cho nó có vị thơm mà ngon, hấp dẫn ha. Dạ. Chưa cần phải nêm các loại lá gia vị mà mẹ đã thấy rất thơm rồi. Rồi đã xong, chị làm múc nha. Cho tắt bếp nè. Nghe thơm mà hấp dẫn quá ha. Dạ. Rồi, chị nêm nếm lá tí tô với lại ngò gai lên. Rồi mai anh thưởng thức giùm chị cái món súp cà đắng cà phi của người địa phương. Rất là thơm luôn. Dạ chị ơi, ngày hôm nay cảm ơn chị rất nhiều đã hướng dẫn cho mẹ anh cũng như là quý vị khán giả thực hiện món canh rất là ngon này. Chúc cho chị luôn giữ được nhiều sức khỏe và ngày càng chế biến được nhiều món ăn ngon hơn nữa chị nha. Rồi, chị cảm ơn mẹ anh rất nhiều. Và thưa quý vị, bây giờ còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng thưởng thức thôi. Xin mời.
Và đây, món súp cà đắng cà phê rất là hấp dẫn, vô cùng thơm luôn. Mẹ xin lỗi quý vị khán giả nào mà đang đói bụng nha, nhưng mà mấy anh phải thử dùng món này thôi, chờ đợi nãy giờ rồi. Cả cà và cá đều rất là mềm và hòa quyện lại cùng với lại các loại rau gia vị mà chị Loan đã nêm ban nãy. Hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt từ cá và cà, có một chút vị nhẫn nhẫn và cay cay từ ớt xanh nữa, rất là thơm và rất là ngon. Thưa quý vị, chuyến hành trình từ Đắk Lắk ngày hôm nay như vậy cũng đã khép lại rồi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Vẫn còn rất là nhiều những chuyến hành trình tiếp theo hấp dẫn nữa. Quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình Du lịch và ẩm thực vào lúc 20 giờ tối thứ Bảy, tuần thứ Hai và tuần thứ Tư trên kênh VTV4 nhé. Còn bây giờ thì Mai Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sài Gòn Tourist hân hạnh đồng hành cùng chương trình.